Ngày xửa ngày xưa mà cũng không xa lắm đâu, chỉ ngay trong căn nhà của bạn thôi, có một sinh vật nhỏ bé có tên là trẻ con. Và với chúng, chẳng có điều gì kỳ diệu bằng một viên kẹo. Một thứ tròn tròn, nhiều màu, chỉ cần cho vào miệng là cả thế giới sáng rực lên. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao trẻ con lại mê kẹo đến thế? Vì sao một viên kẹo bé xíu lại khiến đứa trẻ đang khóc có thể cười tươi chỉ trong vòng một nốt nhạc? Sự thật là vị ngọt không chỉ là chuyện ăn uống, nó là chuyện của não, của cảm xúc và của cả bản năng con người. Ngay từ khi mới lọt lòng, em bé đã có thể cảm nhận được vị ngọt. Những nhà khoa học từng làm thí nghiệm rất dễ thương. Họ nhỏ một giọt nước đường vào miệng của trẻ sơ sinh và khuôn mặt em bé bỗng giãn ra, đôi môi cong lên như nụ cười. Nhưng khi cho thêm chút nước chanh thì em bé đã nhăn mặt lại, giống như vừa bị phản bội. Điều này chứng tỏ rằng vị ngọt là thứ khiến con người cảm thấy dễ chịu ngay từ giây phút đầu tiên có mặt ở trên đời. Đứa trẻ đâu biết đó là kẹo gì, đâu biết đó là đường gì, và nó cũng không biết cái vị ngọt kia được làm như thế nào, tại sao nó vẫn thích. Bởi vì đây là bản năng của loài người. Ngày nay chúng ta đã có tủ lạnh, đã có hạn sử dụng, đã có nhãn an toàn thực phẩm. Nhưng tổ tiên của loài người thì không hề có những thứ xa xỉ đó. Hàng ngàn năm trước, khi con người còn sống trong rừng rậm, họ phải tìm cách phân biệt được đâu là thứ ăn được, đâu là thứ có thể khiến họ ngã gục chỉ sau một miếng cắn. Và công cụ để làm điều đó là cái gì? Nó chính là cái lưỡi. Cái lưỡi vào thời xa xưa không chỉ để thưởng thức món ngon mà còn để phát hiện nguy hiểm trong tự nhiên. Khi tổ tiên loài người nếm một thứ có vị ngọt, họ biết rằng đó thường là quả chín, mềm, thơm và có nhiều năng lượng. Còn nếu là thứ gì đắng gắt, chua chua hoặc cay sộc thì 9 phần 10 là có độc. Thiên nhiên đã dạy con người một quy luật đơn giản mà vô cùng quan trọng. Ngọt là an toàn, đắng là nguy hiểm. Và vì thế qua hàng nghìn năm, bộ não con người đã học cách tin vào vị ngọt. Bạn hãy thử tưởng tượng mình là một người tiền sử, vừa đói vừa mệt sau một ngày dài săn bắt. Trước mặt bạn là hai loại quả, một loại quả xanh lè có mùi hắc hắc, một loại quả vàng thơm nức mũi. Bạn sẽ chọn loại nào? Tất nhiên là quả ngọt rồi. Và sau khi ăn xong, bạn thấy khỏe hơn, vui hơn, đầu óc tỉnh táo hơn. Bộ não của bạn ngay lập tức ghi nhớ cảm giác đó như một bài học quý giá. Vị ngọt tương ứng với việc sống sót. Cứ thế, cảm giác này được khắc sâu vào ký ức của loài người, rồi truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến tận ngày nay. Điều kỳ diệu là, dù chúng ta đang sống ở giữa thế kỷ 21, giữa thời đại của kẹo, của soda, của sô-cô-la, thì bộ não vẫn hoạt động y như hàng vạn năm trước. Mỗi khi vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, não lập tức bật tín hiệu xanh. Cái này tốt đấy, năng lượng đây rồi, hãy ăn đi. Đó là phản xạ nguyên thủy, là tiếng nói còn sót lại từ thời con người còn chưa biết nói, chưa biết đốt lửa. Và chính vì vậy, trẻ con với bộ não còn non nớt, chưa có lý trí, chưa có suy nghĩ, nhưng vẫn luôn nhớ trong đầu rằng thấy ngọt là mắt sáng, tim đập nhanh, miệng cười tít mắt. Có thể nói, mỗi khi một đứa trẻ ăn một viên kẹo, trong cơ thể của nó đang chiếu lại cả một bộ phim tiến hóa của loài người. Từng tế bào trong người bé đang phản ứng y hệt tổ tiên xa xưa, những người từng vui mừng khi thấy trái cây giữa rừng sâu. Kẹo theo một nghĩa nào đó, chính là cách hiện đại mà chúng ta tái hiện niềm vui thời nguyên thủy ấy. Điều thú vị là bản năng yêu vị ngọt này không chỉ có ở con người. Các nhà khoa học cũng từng làm thí nghiệm với khỉ, tinh tinh, thậm chí là cả voi, và phát hiện ra rằng tất cả đều chọn quả ngọt thay vì quả chát. Nghĩa là tình yêu với vị ngọt còn cổ xưa hơn cả loài người. Nó là dấu ấn sinh tồn đã được viết vào gen của động vật từ hàng triệu năm trước. Và đến ngày nay, bản năng ấy không hề mất đi. Dù chúng ta có sống ở trong nhà cao tầng, ăn bằng muôi vàng muôi bạc hay là uống nước đóng chai, thì khi thấy một viên kẹo nhỏ xíu, não vẫn phản ứng như ngày nào, vui, an toàn và đầy hứng khởi. Thế nên, khi bạn thấy một đứa trẻ sáng mắt khi nhìn thấy viên kẹo, đừng nghĩ là nó tham ăn hay là nghiện đường. Thực ra, cơ thể của nó chỉ đang làm đúng điều mà tổ tiên chúng ta đã làm suốt hàng trăm ngàn năm, tìm đến vị ngọt để cảm thấy an toàn và tràn đầy năng lượng. Và có lẽ, trong khoảnh khắc đó, đứa trẻ ấy đang kết nối lịch sử sâu thăm thẳm của loài người, nơi mọi niềm vui đều bắt nguồn từ vị ngọt. Lại nói về vị ngọt, khi vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, bộ não lập tức kích thích một bữa tiệc hạnh phúc bên trong. Những tế bào thần kinh tiết ra một chất có tên là dopamine, nghe tên hơi lạ, nhưng nó chính là thứ khiến ta cảm thấy vui, cảm thấy phê và muốn ăn thêm nữa. Người lớn chúng ta cũng có cảm giác đó khi uống một ngụm cà phê ngon hay nghe một bản nhạc hay. Còn trẻ con, chỉ cần một viên kẹo là đủ để khiến não của nó reo hò. Với trẻ con,
Kẹo chẳng khác nào chiếc vé bước vào rạp chiếu phim hạnh phúc ở trong đầu. Chỉ cần cắn một miếng là dopamine sẽ thắp sáng. Không chỉ vậy, với trẻ con thì cơ thể trẻ con còn coi đường ở trong kẹo chính là năng lượng cho những ngày chạy nhảy không biết mệt. Trẻ con vốn tiêu hao năng lượng rất nhanh. Chúng chạy, chúng nhảy, chúng la hét, chúng leo trèo, chúng nghịch ngợm suốt cả ngày. Khi ấy đường chính là thứ giúp chúng nạp lại năng lượng ngay lập tức. Một viên kẹo nhỏ thôi, nhưng khi đường vào máu, cơ thể bỗng tỉnh táo, vui vẻ, tràn đầy sức sống. Giống như một người lớn uống cà phê buổi sáng, thì trẻ con nạp kẹo để khởi động cả một ngày quậy tung trời. Thế nhưng, tình yêu với kẹo không chỉ đến từ sinh học mà còn đến từ xã hội học. Nghe hơi phức tạp, nhưng bây giờ giải thích các bạn sẽ hiểu ngay. Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng kẹo là phần thưởng. Ngoan đi rồi bố cho kẹo. Nín đi đừng khóc, bố sẽ cho kẹo. Những câu nói ấy lặp đi lặp lại, khắc sâu vào đầu trẻ con rằng kẹo là thứ dành cho người ngoan, người giỏi, người được yêu thương. Vì vậy khi nhận được kẹo, trẻ con không chỉ thấy ngọt ở đầu lưỡi mà còn cảm thấy ngọt ở trong lòng. Nó là dấu hiệu của tình cảm và của sự quan tâm. Và dần dần, trong suy nghĩ của trẻ con, kẹo trở thành một phần thưởng tinh thần, một cách để cảm nhận rằng mình được yêu. Không biết các bạn còn nhớ không, chứ hồi nhỏ chỉ cần nghe thấy tiếng rộp rộp bóc kẹo là tim của mình đã đập nhanh hơn bình thường rồi. Cái tiếng đó với trẻ con cũng là âm thanh của hạnh phúc. Có những đứa trẻ chỉ cần được bóc vỏ kẹo thôi đã vui rồi, dù chưa kịp ăn. Vì với chúng, viên kẹo tượng trưng cho niềm vui, cho điều tốt đẹp sắp tới. Nó giống như người lớn nhận phong bì lì xì đầu năm, chưa mở đã thấy sướng. Tâm lý học cũng nói rằng, vị ngọt gắn liền với cảm giác được yêu thương. Sữa mẹ, thứ đầu tiên mà con người nếm khi ra đời, vốn có vị ngọt. Đó là vị của tình yêu và của sự an toàn. Nên trong sâu thẳm tiềm thức, khi ăn kẹo, đứa trẻ cảm thấy như được trở về vòng tay của mẹ. Có thể chúng không diễn tả được bằng lời, nhưng cơ thể và cảm xúc thì vẫn nhớ. Tuy nhiên, ngọt quá thì cũng không tốt. Ăn kẹo nhiều sẽ khiến răng sâu và vi khuẩn trong miệng thì lại rất thích đường. Chúng ăn đường rồi tiết ra axit phá hỏng men răng, tạo ra những lỗ nhỏ mà chúng ta vẫn gọi là sâu răng. Rồi đường dư thừa trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành mỡ, khiến trẻ dễ tăng cân và béo phì. Và nguy hiểm hơn, nếu đã quen với việc nhận dopamine từ kẹo, thì trẻ có thể bị lệ thuộc, nghĩa là khi không có kẹo thì buồn, thì cáu, thì bực, giống như người lớn thiếu cà phê vào buổi sáng. Vì thế ăn kẹo không xấu nhưng phải có giới hạn. Một viên kẹo mỗi ngày thì vui, nhưng nhiều viên kẹo thì trở thành nạp đường siêu cấp và không tốt. Dù vậy, đừng vì thế mà tước đi niềm vui ngọt ngào của tuổi thơ. Một viên kẹo có thể dỗ trẻ nín khóc, khiến một buổi học bớt nhàm chán, hay biến một ngày mưa buồn thành một buổi chiều tươi sáng. Nó không chỉ là đồ ăn, nó còn là cây cầu cảm xúc giữa người lớn và trẻ con. Người lớn cho kẹo, trẻ con nhận lại kẹo và có thêm nụ cười. Cuối cùng, có lẽ chúng ta nên nhớ rằng, ngọt không chỉ đến từ kẹo, ngọt còn đến từ nụ cười, từ lời khen, từ cái ôm hay là từ ánh mắt yêu thương. Một đứa trẻ được sống trong yêu thương sẽ không cần đến quá nhiều kẹo để thấy hạnh phúc. Nhưng nếu một viên kẹo có thể khiến nó cười, thì hãy để thế giới của nó thêm một chút ngọt ngào. Bởi tuổi thơ, cũng như viên kẹo, chỉ ngắn ngủi, tan nhanh nhưng để lại dư vị ấm áp mãi trong tim. Nên nếu hôm nay bạn thấy một đứa trẻ đang mút kẹo, miệng dính đầy đường, cười toe toét đến mức lộ cả răng sún, thì đừng có mắng nó. Bởi trong khoảnh khắc đó, nó đang nếm hạnh phúc thuần khiết nhất của cuộc đời mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.